Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài có nghe tiếng kêu cầu của chúng con. Mỗi buổi sáng lòng chúng con hướng về Ngài, linh hồn chúng con khao khát Ngài. Và Chúa ơi, chúng con đã gặp được Ngài. Dù có thể anh chị em chúng con bước vào đây, ôi mỗi buổi sáng có thể sức khỏe của mình còn mệt mỏi, họ chưa quen ở trong sự cầu nguyện, thì chúng con cầu xin thần quyền năng của Chúa như lời của Ngài sáng hôm nay rơ chạm đến lòng ông bà anh chị em của chúng con. Để rồi tiếng chúng con được thấu lên nơi cao, Chúa ơi. Tiếng chúng con được vang khắp chốn, Chúa ơi. Và lời cầu nguyện chúng con giàu trong phòng này, nhưng lòi có cánh đồn nó ra. Và những ngày qua, ở trong sứ mạng cầu nguyện cho Việt Nam, trên đất nước của chúng con, cho công việc của chúng con, hỡi Chúa, chúng con cầu nguyện để đem chúng con thật sự được mạnh mẽ về phần linh của mình. Chúng con cầu nguyện để thật sự anh chị em chúng con ở trong tấm lòng của mình có sự đốt cháy trong quyền năng của Ngài. Chúng con cầu nguyện để anh chị em con đến đây không phải tính tích thời ơi, nhưng khi xuất hiện cầu nguyện là những người con người nóng cháy cho công việc của Đức Chúa Trời. Đến nỗi chúng con cầu nguyện kẻ thù nghịch chúng con thối lại đằng sau. Đến nỗi chúng con cầu nguyện các núi đồi đều sụp ngã. Chúng con cầu nguyện Jericho phải bị sụp đổ. Chúng con cầu nguyện để những gì chúng con đang khát khao, mong muốn Đức Chúa Trời làm ơn, thì Ngài bèn làm ơn cho chúng con. Hỡi Chúa, Ngài dò xét tư tưởng của chúng con, Ngài dò xét tấm lòng của chúng con từ đằng xa. Chúa biết ý tưởng của chúng con, lúc chúng con nằm, lúc chúng con đi, lúc chúng con ngồi. Chúa ơi, Ngài biết hết mọi suy nghĩ của chúng con. Lời chưa nói ở trên lưỡi con, lại Đức Giê-hô-va, Ngài biết hết rồi. Và Phật, Ngài bao phủ chúng con từ phía sau và phía trước. Tay Ngài đặt trên mình của chúng con. Sau này chúng con cầu xin tay của Đức Chúa đặt trên đời sống của anh chị em của chúng con. Tay của Ngài đặt trên gia đình của họ. Tay của Ngài đặt trên tấm lòng, trên hội thánh của họ. Bởi vì Chúa ơi, nếu Ngài không rơ chạm chúng con trở nên yếu mỏng và mệt mỏi. Nhưng khi Ngài đến rơ chạm trên mỗi tấm lòng chúng con, thì thần linh ấy làm chúng con được mạnh mẽ. Đến nỗi một người có thể đuổi được 1.000, và hai người có thể đuổi được 10.000 người. Chúng con cảm ơn Ngài. Điều đó bởi đâu mà có? Ấy là nhờ sự cầu thai của anh em chúng con. Người lớn cầu thai cho thế hệ trẻ, người thế hệ trẻ cầu thai cho người thế hệ lớn. Như lời Chúa sáng nay rằng, Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để đời sống vật chất chúng con được thịnh vượng. Và chúng con biết rằng bài phải làm cho đời sống bên trong chúng con thật sự nóng cháy. Để rồi Chúa ơi, có thể những bệnh tật, có thể những thiếu thốn, ôi Chúa, tạm thời có thể xảy ra trên đời sống của chúng con. Nhưng nhờ quyền năng của Chúa, chúng con được đắc thắng hơn. Chúng con cảm ơn Ngài. Lời Chúa sáng nay thật là diệu kỳ trên mỗi đời sống của chúng con, để con luôn biết rằng Chúa ơi, đi với Ngài, Ngài là luôn đấng ban cho chúng con sự mạnh mẽ về linh và ban cho chúng con sự dư dật về vật chất, để chúng con có cớ lớn giúp cho người khác làm mọi việc lành. Chúng con cảm ơn Ngài. Phần chúng con được đặt vào trong số này để cầu nguyện đánh tan Covid. Sau này chúng con cảm ơn Chúa vì những ngày qua khi chúng con trở lại trong sự cầu nguyện và hướng dẫn em chúng con cầu nguyện tiếp tục về đập tan Covid. Phải, báo chí đã loan tin rất nhiều. Chúa ơi, những tháng ngày, ôi Chúa, Covid không còn cái quyền hành lên để trên đất nước chúng con bắt đầu tiếp tục xảy ra. Chúa ơi, những người bệnh, cái con số phải bị giảm xuống, và những người, ôi Chúa, đáng đẹp phải chết bây giờ sẽ không chết nữa, vì Chúa đã ra lệnh giống như Ngài nói với Satan rằng ngươi không được đụng đến mạng sống của Gióp. Anh chị em của con có thể còn nằm trên giường bệnh, nhưng Chúa ơi, sau hôm nay chúng con cầu nguyện để linh sự chết không đến trên đời sống của họ nữa. Linh của sự chết không có quyền ở trên đời sống của những người đang nằm bị bệnh Covid nữa. Ở trong danh Chúa Giêsu Christ, chúng con cầu nguyện trong danh uy quyền của Chúa và ra lệnh sự chết không còn đến ở trên dân sự của Chúa, ở trên ôi đồng bào của chúng con, ở trên đất nước của chúng con, ở trên thế giới này, ở trong quy quyền Chúa ban cho chúng con. Sau này chúng con nói rằng linh của sự bệnh tật, linh của sự chết, linh của sự hủy diệt, hãy về nơi khóc lóc như rằng là nơi dành cho người, hãy về nơi âm phủ là nơi mà người phải ở đó và không được quyền quay trở lại. Ở trong danh Chúa Christ, chúng con cầu nguyện cho những người đang bệnh tật. Trong danh quy quyền đó, chúng con cũng cầu nguyện rằng Chúa ơi, Ngài đến chữa lành cho họ, Ngài là đến đỡ họ dậy, Ngài là đến cho có kinh nghiệm và sự chữa lành. Chúng con cảm ơn Ngài.
và qua bệnh tật họ cũng biết rằng có một đấng đã sẵn sàng cứu chuộc, yêu thương và tha thứ tội lỗi cho họ. Xin Chúa sử dụng các tôi tớ của Ngài để các tôi tớ của Ngài được mạnh mẽ về phần xác Chúa, mạnh mẽ về phần linh để tiếp tục làm công việc thiện nguyện, để làm tiếp tục làm công việc của vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Phải, Chúa ơi, những gì mà Ngài làm trong những ngày sắp tới, tri thức ấy cao quá cho chúng con. Đến nỗi chúng con không thể nghĩ được, không thể hiểu được rằng làm sao mà bệnh dịch hết được. Làm sao người đó, ôi Chúa ơi, nằm trên giường mà bây giờ trở lại mạnh mẽ được. Có những điều chúng con không hiểu được, nhưng Ngài biết mọi điều. Chúng con cầu nguyện để điều đó được xảy ra trên đất nước, trên dân tộc của chúng con. Và sáng nay là ngày thánh nhật, quyền sự chúc phước đến từ Đức Chúa Trời, đến từng hội thánh, đến từng con người. Ôi Chúa ơi, họ được đóng cháy trong công việc nhà của Ngài. Dẫu rằng bây giờ đang ở nhà, thì lúc mà chúng con đang nạp tại lời của Chúa, đang nạp năng lượng của Ngài và những cái quyền năng của Chúa để ra đi trong những ngày sắp tới giống như Ngài sai bảo chúng con vậy. Chúa ơi, hãy cùng đi với chúng con. Chúa ơi, hãy cùng làm việc với anh chị em chúng con. Chúa ơi, hãy sức dầu với trên chúng con để mỗi ngày chúng con thấy rằng phải, Ngài là sức lực cho chúng con, Ngài là sự sống cho chúng con. Hallelujah, chúng con cảm tạ Chúa. Chúc phân thuốc trên anh Huy Hiện sáng nay được ơn của Chúa và tiếp tục sử dụng anh trong công việc nhà của Ngài. Một nữa, chúng con cầu nguyện được thịnh vượng thật sự của Chúa được đổ đầy ở trên dân sự của Ngài. Ôi Chúa ơi, sau khi dịch lễ đã qua rồi thì chúc phục hồi kinh tế. Ôi Chúa ơi, và ai đang ốm đau thì Ngài phục hồi sức lực trở lại. Họ trở nên như chim phụng hoàng, họ chạy mà không mệt nhọc, họ đi mà không mòn mỏi. Và ai nấy đều ra mắt Chúa, ai nấy là chứng nhân của Chúa, ai lấy ra những cái tay lánh lưới người trong những ngày sắp tới. Chúng con chúc phước cho nên chúng con cầu nguyện cái lời của Chúa sớm nay qua tôi của tôi Ngài đến với phòng Zoom này. Và ai nấy thật sự nhận được sức mới của Chúa, ai nấy thật sự được đốt cháy, ai nấy thật sự được ôi khát khao sự thấm biến, sự làm ơn của Ngài. Và chúng con một lần nữa chúng con công bố rằng ngày mai đây dịch lễ không còn ở trong đất nước của chúng con nữa. Ngày mai đây, sự thịnh vượng và sự thành công, sự giàu có sẽ đến trên dân sự của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Phải, chúng con còn muốn nói nữa, muốn nói nhiều nữa, muốn ca tụng Chúa còn cả cuộc đời này nữa. Bởi Chúa, chúng con một lần nữa ngợi khen Ngài vì Ngài có sử dụng mọi người chúng con ở trong cái khung giờ đó. Bởi Chúa, xin làm ơn, xin giúp đỡ để lấy chúng con thật sự được mạnh mẽ về phần linh, mạnh mẽ về phần xác. Mọi bệnh tật, mọi đau ốm trong danh Chúa Jesus sáng nay Ngài đung chạm và đem sự chữa lành ngay giờ này. Những ai đang đau ốm, bệnh tật, đang mệt mỏi và sự chết đang xâm chiếm đời sống họ, chúng con nhớ danh Jesus một lần nữa mà ra lệnh cho nó phải lui ra khỏi đời sống anh chị em chúng con. Hallelujah, cảm tạ Đức Chúa Trời toàn năng. Đấng chúng con đang ngợi khen, đang thờ phượng, đang chúc tụng Ngài đáng được ngợi khen từ nay cho đến đời đời. Chúng con hiệp với đem chúng con và thành tâm cầu nguyện ở trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.